Trần Anh Tông là một trong những vị vua tài giỏi nhất và cũng thú vị nhất của triều đại nhà Trần. Ông được đánh giá là một vị hoàng đế anh minh, chăm lo quốc sự. Triều đại của Anh Tông chứng kiến một giai đoạn phát triển hưng thịnh của Đại Việt sau 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Hồi còn trẻ, vua Anh Tông thích ăn nhậu tiệc tùng. Trong một lần đang say bí tỉ, vua bị thượng hoàng bắt gặp nên thượng hoàng rất giận, nổi trận lôi đình, thậm chí còn tính tới chuyện phế vua. May có Đoàn Nhữ Hải, người kề cận vua và có tài văn chương, đã giúp vua soạn một chiếc bản kiểm điểm và thay vua quỳ dưới trời mưa tạ lỗi. Thượng hoàng mới nguôi giận.